Tôi biết là trong thời gian qua, hai người đã rất cố gắng để hoàn thành tốt công việc. Ngày hôm nay, một trong hai người sẽ được chọn vào vị trí giám đốc. Mà ai vào vị trí giám đốc, tôi đều cảm thấy xứng đáng cả. Chúc mừng giám đốc mới của chúng ta, cô Phương Anh. Sao lại là cô ấy được? Sếp có nhầm lẫn gì không ạ? Có một số tiêu chí ngoài công việc mà một giám đốc cần có. Anh không làm được. Nhưng mà cô ấy làm được. Lựa chọn cô ấy làm giám đốc, không có sự nhầm lẫn nào cả. Tiêu chí gì mà tôi lại không đáp ứng được thế ạ? Như lúc này đây, sự bình tĩnh của anh đang mất dần đi khi mọi chuyện bất như ý anh. Đấy cũng là một trong những tiêu chí mà anh không đáp ứng được đấy. Phương Anh, chúc mừng cô. Anh Quang, anh đợi em đã. Ngay trong hôm nay, em phải xin nghỉ việc ngay cho anh. Anh vừa nói cái gì cơ? Mọi người đang bàn tán xì xào về việc anh trở nên thua kém em kìa. Tất cả mọi sự chế nhạo đều đổ dồn vào anh. Bởi vì vợ tương lai của anh được thăng chức chứ không phải là anh. Em nên nghỉ đi. Em không nghĩ là anh lại có những suy nghĩ này đấy. Nhập vụ của anh rất giỏi, ai cũng biết điều đó. Nhưng mà chức vụ thì phải xét trên nhiều khía cạnh. Anh không thể quy cho việc anh không được thăng chức rồi suy ra là mình kém cỏi, bị người khác chế nhạo chứ. Em thì biết cái gì. Trước giờ em ngoài công việc ra chỉ biết quanh quanh với mấy đứa nhân viên ở trong phòng. Với em, phòng làm việc chỉ có màu hồng, làm sao nhìn thấy được tảng băng chìm. Anh nghĩ một đứa nhìn cuộc sống văn phòng màu hồng có thể tự nhiên được thăng chức trở thành giám đốc sao? Alo. Anh ơi, bữa tiệc ăn mừng tối nay mình hủy chưa ạ? Hủy luôn đi. Vâng. Anh đừng buồn nhá. Dù anh không được chọn thì chị Phương Anh cũng được mà. Nhà anh vẫn là lọt sàng súng nia. Anh không muốn đôi co với em làm gì. Bây giờ em chọn đi. Một là anh, hai là công việc. Anh không thể nào làm việc dưới trướng của vợ sắp cưới được. Em hiểu không? Trước giờ tôi biết lòng tự tôn của anh rất cao. Nhưng anh bắt tôi phải lựa chọn thế này. Anh không nghĩ đến lòng tự trọng của tôi sao? Sao lúc nào anh cũng ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình thế? Bây giờ chưa cưới, anh đã đối xử với tôi thế này rồi. Sau này cưới thì anh còn như nào nữa? Nếu như anh ích kỷ, anh đã không giúp đỡ em trong thời gian qua rồi. Mà đằng nào, anh với em chả tính với nhau rồi. Anh thăng chức thì mình sẽ cưới nhau, sau đó có con. Đằng nào lúc đẻ con, em chả nghỉ một thời gian. Tốt nhất bây giờ em nghỉ luôn đi, để còn giữ thể diện cho anh nữa. Anh muốn người khác nghĩ cho anh thì anh phải nghĩ cho người khác trước. Lúc mà anh còn nhẹ nhàng ấy thì biết điều mà hiểu chuyện đi. Em định tranh cãi với anh để phân định thắng thua hay thế nào? Chính anh mới là người muốn thắng thua với tôi ngay từ đầu đấy. Nếu như vậy, tôi và cô chẳng cần cưới nhau làm gì nữa. Chia tay đi. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi biết lựa chọn của mình từ trước đến giờ là sai lầm. Người từng là thế giới của tôi, từng là giấc mơ về tương lai hoàn chỉnh của tôi, giờ đều bị chính lần thăng chức này phá hủy. Xin lỗi, cô không sao chứ? Có chuyện gì không ổn à? Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tất cả đều có cách giải quyết cả. Tôi không nghĩ anh ấy lại đối xử với tôi như vậy. Mà tôi cũng tự mình phá hủy hết tất cả mọi thứ rồi. Tôi không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù tốt hay xấu thì đó cũng là chuyện cần phải xảy ra với chúng ta. Việc của cô bây giờ là phải bình tĩnh lại đã. Không sao đâu mà. Giờ
Tôi đưa cô đến một nơi nhá. Chờ đã. Tôi với anh có quen biết nhau đâu. Cứ đi với tôi, rồi chúng ta sẽ quen nhau thôi. Nhưng mà... Thì thôi. Anh cũng thích loại bánh này à? Mấy lần tôi ghé qua ăn bánh ở đây và đều gặp cô. Anh gặp tôi? Anh biết tôi sao? Còn đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đấy. Cô uống cà phê đi. Nhìn anh kìa. Ăn bánh mà không muốn bị bột rơi lên áo thì cũng cần phải có kỹ thuật đấy. Ăn bánh cũng cần có kỹ thuật á? Anh đợi tôi một chút. Cô cũng thông minh thật đấy. Tôi bắt đầu thích kiểu này rồi đấy. Tôi cùng mấy đứa trong phòng còn phát minh ra nhiều thứ hay hơn này cơ. Vậy à? Mà khi nãy anh bảo gặp tôi nhiều lần rồi. Anh biết tôi à? Tôi biết về cô cũng khá nhiều đấy. Mỗi lần khi cô đi mua bánh ngọt và đồ uống cho đồng nghiệp, cô đều chọn những chiếc bánh ngon nhất và dặn dò rất kỹ người pha chế. Khi cô ra ngoài đi vệ sinh, những đồng nghiệp của cô đều nói rất tốt về cô. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Cô có vẻ đang vui nhỉ? Đang ăn mừng chiến thắng vì được thăng chức à? Người đàn ông kia là ai? Đúng là tổ đã đánh giá thấp cô. Vừa mới thăng chức đã tìm ngay cho mình một người đàn ông khi vừa chia tay với tôi. Cô đúng là không phải dạng vừa. Giờ anh biết thì cũng chưa muộn đâu. Cho nên hãy cẩn thận. Anh vẫn là cấp dưới của tôi đấy. Cô khá lắm. Cháo trở nhanh lắm. Tôi đã đúng khi chia tay với hạng người như cô. Tôi sẽ cho anh thấy còn nhiều điều thú vị hơn nữa cơ. Mới có tí thành tích mà đã tự cao như vậy rồi. Để tôi chống mắt lên xem cô sẽ đi được bao xa rồi ngã ngựa. Tôi nói cho cô biết, tôi đã hủy cưới cô, sẽ chẳng có thằng đàn ông nào muốn quen cô nữa đâu. Rồi cô sẽ sớm thân bại danh liệt thôi. Sao anh lại thô lỗ với cô gái của tôi như vậy? Cái gì? Cô gái của anh á? Đúng. Tôi đang muốn hẹn hò với cô ấy, nhưng chưa được cô ấy đồng ý đấy. Anh bỏ ngay mấy lời hạ nhục đó đi. Đúng là một tên ngu muội. Nếu như anh biết rõ về cô ta, chắc chắn anh sẽ phải hối hận về những gì vừa nói. Tôi nói cho anh biết, anh nên chạy ngay đi, trước khi tất cả quá muộn. Tôi còn rất nhiều sự thật muốn cho cô ấy biết, nên chưa thể chạy khỏi cô ấy được. Đúng là một kẻ điên rồ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Anh ta là... Anh ta là chồng sắp cưới của tôi. À không, anh đã bỏ tôi rồi. Xem cô kìa, lại giận rồi. Chúng ta di chuyển tiếp nhá. Lại đi đâu nữa à? Thế còn công việc? Anh không cần quay lại làm việc sao? Tôi đưa cô đi xả giận. Giờ cô thế này, tâm trạng đâu mà làm việc nữa. Còn công việc của tôi thì cô không phải lo. Đi thôi. Anh ấy giống như một cơn lốc xoáy ập đến cuộc đời tôi. Anh ấy là những gì mà thanh xuân tôi từng mơ ước được gặp. Cảm giác được che chở, được tôn trọng, được chăm sóc.
Mọi điều anh ấy làm đã giúp tôi quên đi được phần nào tồi tệ của ngày hôm nay. Nào, vô. Có lẽ tôi cũng hiểu được cảm giác của cô. Nhiều năm trước, đám cưới của tôi cũng từng bị hủy như vậy. Khi đó, chuyện gì đã xảy ra với anh? Người yêu cũ của tôi trở thành sếp của tôi. Cô cứ ngồi đi, tôi xử lý được. Sao ngày hôm nay đi đâu tôi cũng gặp cô là thế nào nhỉ? Ghế đó có người ngồi rồi. Tôi và anh cũng chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa. Phiền anh đi cho. Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à? Mới lên được có tí chức mà đã dám lên mặt với thằng này rồi à? Chúng ta đi thôi. Là anh bạn đấy à? Vẫn chưa rời xa cô ta sao? Anh cứ không nghe lời tôi đi. Cô ta bây giờ kiếm được rất nhiều tiền và ở một vị trí cao. Sớm muộn anh cũng cảm thấy kém cỏi mà tự rời đi thôi. Cô ấy giỏi giang hơn anh. Và đó là lý do anh chia tay cô ấy sao? Ban đầu yêu thì có thể chấp nhận sự kém cỏi, nhưng về lâu dần, chính sự kém cỏi đó là áp lực để giết chết tình yêu. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chia tay cô ta thôi. Anh có thể sẽ không có kết cục giống như tôi nếu như anh chịu khó núp váy cô ta. Anh đi chỗ khác đi, đừng có làm phiền chúng tôi. Vâng, thưa sếp. Đúng là thằng ngu. Như những gì anh ta nói về tôi, ban đầu tôi nghĩ điều đó không quan trọng. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của anh, tôi nghĩ kết cục của chúng ta cũng sẽ như vậy thôi. Dù cho có là bạn. Cô nghĩ tôi cũng giống anh ta sao? Đúng vậy. Anh sẽ sớm cảm thấy mình không phải là một người đàn ông nữa khi ở bên cạnh tôi. Cô đang nói chuyện gì vậy? Tôi đi trước đây. Cảm ơn anh đã ở bên tôi những giờ qua. Vào đi. Chào giám đốc Phương Anh. Sao trông mệt mỏi vậy? Tối qua đi ăn mừng quá đà à? Không ạ. Có một chuyện nan giải tự nhiên xảy ra với em thôi. Chuyện gì thì chuyện, nhưng mà mau chóng xốc lại tinh thần đi nhá. Chủ tịch bên ABA đang chuẩn bị qua đây để bàn về dự án của bộ phận cô đấy. Càng lên cao thì càng cô độc. Mà sao ai cũng muốn leo lên vị trí này nhở? Mệt mỏi mà cũng chả được nghỉ nữa. Được rồi, dậy đi. Người ta đến rồi đó. Mời vào ạ. Chào Chủ tịch Nhu, đã lâu không gặp. Chủ tịch Hiếu, anh vẫn khỏe chứ ạ? Cảm ơn cô, tôi vẫn khỏe. Giới thiệu với anh, đây là Giám đốc Phương Anh, người phụ trách dự án lần này. Sao anh lại là Chủ tịch tập đoàn ABA được? Tại cô không hỏi tôi đấy chứ. Hôm trước tôi cũng đã định nói với cô rồi, nhưng cô lại chạy đi nhanh quá. Thế là hai người biết nhau à? Mọi người ngồi đi đã.
Tôi đã hẹn hò với cô ấy ngày hôm qua. Tôi muốn biết rõ hơn về mọi chuyện. Anh nói đi. Giờ chúng ta đang bàn công việc mà. Công việc thì để sau. Tôi cần biết chuyện của anh như nào đã. Chuyện của tôi, cô cần biết từ đâu nào? Vậy là anh qua tập đoàn tôi bàn việc. Sau đó vô tình gặp tôi. Và... có ý với tôi sao? Đúng. Nên là hôm qua gặp tôi ở ngoài đường, thấy tôi có chuyện, anh mới nhiệt tình giúp đỡ. Đúng vậy. Thế còn chuyện bạn gái cũ anh thăng chức và hai người hủy hôn? Đó là câu chuyện của nhiều năm trước, khi tôi và cô ấy cùng chung một công ty khởi nghiệp. Cô ấy đã thâu tóm mọi thứ rồi sa thải tôi. Nhưng tôi thì không giống bạn trai của cô. Ai giỏi hơn tôi thì tôi mừng cho họ. Thay vì ghen tức với họ, tôi chọn cách tập trung nỗ lực vào bản thân nhiều hơn. Hiện tại tôi như thế nào thì cô thấy rồi đấy. Thế nên dù tôi có là cấp dưới của cô thì tôi cũng sẽ không quan tâm cô làm ở vị trí nào, kiếm được bao nhiêu tiền. Điều mà tôi quan tâm nhất bây giờ là em có thể trở thành bạn gái của tôi được không? Chuyện này... em cứ từ từ suy nghĩ. Giờ chúng ta họp được rồi chứ? Nhờ anh ấy mà tôi nhận ra rằng người yêu tôi thực sự sẽ không bao giờ bắt tôi phải chọn lựa chuyện gì cả. Và điều quan trọng là cách sống của anh ấy khiến tôi nghe xong phải gật đầu thán phục.